Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm triệu người dân đang mong chờ đến ngày được tiêm vaccine COVID-19. Chính vì thế mà việc Tổng thống Brazil ông Jair Bolsonaro công bố kế hoạch tiêm vaccine hôm 12 tháng 12 nhưng không nêu chi tiết cụ thể đã phải hứng chịu những chỉ trích gay gắt. Và hai ngày sau, tức là vào ngày 14 tháng 12, giới chức Brazil đã có câu trả lời chính xác cho vấn đề đang được quan tâm này. Theo giới chức y tế Brazil, chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 sẽ diễn ra sớm nhất là vào tháng 3 năm tới và chủ yếu dựa vào vaccine của AstraZeneca. Chúng tôi hy vọng có thể có vaccine vào tháng 2, nếu một việc tốt đẹp thì đến tháng 3 có thể phân phối theo kế hoạch. Ông Marco Criage cho biết, Viện Fiocruz đã có thỏa thuận sản xuất vaccine với hãng dược AstraZeneca và có thể phân phối 100 triệu liều trong nửa đầu năm 2021, sau đó sẽ là thêm 110 triệu liều nữa vào cuối nửa năm. Tiến độ sẽ phụ thuộc vào quá trình phê duyệt của cơ quan y tế Brazil, Anvisa. Hợp đồng sản xuất vaccine với AstraZeneca có giá trị 371,6 triệu đô la Mỹ được ký kết hồi tháng 6 vừa qua, trong đó hãng dược của Anh Quốc đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu và chuyển giao công nghệ sản xuất cho Viện Fiocruz. Theo bản kế hoạch của chính phủ Brazil, trong giai đoạn 1, các nhóm có nguy cơ cao sẽ được tiêm chủng, bao gồm nhân viên y tế, người cao tuổi, thổ dân và giáo viên, với tổng số 51,6 triệu người, tức là 24% dân số. Bản kế hoạch đưa ra mục tiêu tối ưu là tiêm chủng cho hơn 70% dân số, nhưng không cung cấp chi tiết về cách đạt được con số đó.